Rồi, hôm nay là mình rồi hôm nay mình sẽ lên đây để đề cập với các bạn một cái vấn đề mà rất là nhiều anh em hốt nha, vấn đề hốt có nhiều anh em mà đang quan tâm. Cái gì mà anh em quan tâm là nó hot rồi. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ là chiếc xe này ha, chiếc xe này là chiếc xe bán thôi. Xe gì? Hả? Không có xe này. Rồi thì bây giờ là anh em á, anh em sẽ thích là lên đèn này, đèn led này ha, là đèn trợ sáng, là đèn led, nói chung là anh em khoái lên đèn led khỏi đèn trợ sáng vậy. Nhưng mà bây giờ thì thường thường là anh em khoái lên, nói chung là khoái lên đèn pha này, là đèn trước này, là đèn led đó, được không? Rồi đèn sau bình thường cũng được, nhưng mà đèn trước là đặc biệt là anh em khoái lên đèn led. Thì bây giờ á, mình đội đèn led thì có mấy anh em á thì cũng tự mua led về. Giờ led là nhiều lắm, led rồi led cánh quạt, led điện tử, led tá lả led hết, mình rồi gương cầu led, cầu led, cầu gắn gạt xe tơi tá lả ra, có người mút rút ra ngay cái mặt nạ ở dưới đây nữa. Rồi ha. Thì cái điều kiện mà để cái bóng đèn nó sáng á, thì anh em cứ hả than phiền không, mà xe bây giờ nhích ra là nó sáng thấy màu luôn, mà anh em cũng than phiền phải lên sạc auto, lên đèn led đồ. Thì đây nè, đây là điển hình chiếc Alpha này, ta mới cho thay chó nè. Bật đèn lên nè, bật đèn lên đấy. Rồi nhích ra cái nó lên sáng thấy màu ha. Mà nói chung là cái bệnh là cái bệnh của Việt Nam mình, là cái bệnh là bệnh cái tôi cá nhân là phải giống tao, với lại là phải bắt chước theo rồi không đó. Thì bây giờ là như vậy là mình phải lên đèn led. Thì tiệm sửa xe là muốn tồn tại là phải theo khách hàng thôi, phải lên đèn led đó. Lên đèn led thì bây giờ á, có nhiều người gắn đèn led vô rồi chạy vài bữa hết bình, gắn đèn trợ sáng vô chạy vài bữa đời không nổi hết bình. Rồi đâu là cái nguyên nhân vậy ha? Rồi trên những xe phổ thông này nè, xe Future Neo, Way RSX, Sirius đồ á, là bản thân nó đó, bản thân của nó là xài đèn máy là AC từ mâm lửa lên ha, đại khái là AC từ mâm lửa lên, là đèn xoay chiều, xài dòng điện xoay chiều lên. Rồi và trong khi các bạn lên đèn led á, đèn led á, nếu mà các bạn gắn vô cũng được, gắn cái bóng đèn thay bình thường, các bạn thay gắn bóng đèn vô thì nó cũng cháy đó, nhưng mà guarantee nó sẽ giật cái led này nè. Vài bữa là cái led của nó đặc biệt là phải ổn định điện, đặc biệt là cái led nó phải ổn định điện, mà các bạn gắn vô á là các bạn để đèn máy luôn, là vài bữa là nó tực, nó đi đai bóng đèn led. Thì bóng đèn led thì nó nhiều giá lắm, thì nói chung là nó cũng khoảng 100.000 hay là mấy trăm ngàn tùy theo bóng xịn bóng lô. Nhưng mà bóng nào các bạn đi đèn máy là nó cũng hay bị đai lắm, nó không ổn định điện đó. Thì các bạn lên đèn led á, là các bạn phải biết bây giờ là cái xe này á, là lửa hoa lăng nó 6 cục ha. Rồi hoa lăng 6 cục rồi, liệu đi đèn led có hết hay không thì xin thưa, có xe hết xe không, có xe hết xe không. Thì tại sao xe hết xe không thì chỉ có anh em thợ là hiểu rành về nó. Các bạn là phải thì anh em thợ á, là ta trải nghiệm, mà ta bỏ tiền ngu ra, với lại ta học rồi nhiều, ta kinh nghiệm thì ta mới làm. Còn anh em thích thì cứ gắn để hết bình, thì cái chuyện đó là thì mình nói tại sao lại hết bình thôi. Rồi gắn thì nó đẹp rồi đó, mở buổi sáng bữa tối nó tối ngon lắm, nhưng thì hết bình đó là do mâm lửa này cung cấp không đủ, cái nguyên lý hoạt động nó sai. Đây đèn xoay chiều, bây giờ mình gắn đèn một chiều vô là mở công tắc là nó đã cháy rồi, thì nó hết bình là điều dĩ nhiên. Rồi có nhiều anh em á, là gắn rim mà hai cục điện lẻ đó, là cụm trên cụm dưới nè, cụm đèn này nó có một cụm đèn này thôi, rồi qua lăng 500 nó có 500 qua lăng nó cũng ít. Mà nếu mà mình biết á, mình đo được dòng sạc rồi á, mình am hiểu á, là mình đi đèn led trước là phà luôn nha. Nếu mà rim một cục này nè, mình biết làm là đi là phà luôn, không ăn thua gì hết. Rồi có nhiều người mua mâm lửa là ở đâu, ở Sài Gòn, ở quận mấy á, là mâm lửa Việt Nam mà quấn đồ ngon lắm rồi, về cũng hết bình rồi.
không? Rồi rồi có người đi sạc xi len xi lan gì đó tùm lum hết á, nói chung là đó. Rồi thì thường thường á, đa số là ở Sài Gòn á, người ta sẽ lên sạc AT. Thì các bạn lên mạng rất là nhiều người lên sạc AT những cái shop á. Thì sạc AT thì các bạn cứ hỏi đi, có số điện thoại đó thì tầm nó cũng phải trên 1 triệu nha. Nếu mà lên sạc không tiền công sạc á, là cũng bèo bèo lắm, phải giờ các bạn đem cục sạc lại người ta lên cũng khoảng 500 ngàn. Đó. Còn cái tiệm nào lên thì các bạn cứ lên mạng thôi, mình không có tiện nói ra về cái nghề nghiệp và tư cách nghề nghiệp mình không nói ra. Đó. Rồi nói chung là các xe ha, nếu mà mình biết tiết chế cái dòng điện của nó thì mình có thể là đi được đèn led ở trên đây mà khỏi cần lên sạc cũng được đó. Còn các bạn lên sạc là dĩ nhiên nó phải mạnh hơn rồi đó. Thí dụ đi cái mâm lửa này nè, cái mâm lửa này là đây là cái nguồn là ngân hàng hay cái nguồn tổng nè, là nó 10 đồng đó. Thì bây giờ nó phát ví dụ bóng này rồi là nó chia ra đèn xoay chiều một chiều vậy đó, là cho đủ, nó phải dư một miếng. Nó phải dư một miếng chứ không thể nào mà cái nguồn mà phát lên này nè, với sạc phát lên mà nó nhỏ hơn cái nguồn tiêu thụ này, nó hết bình phải rồi. Các bạn bật lên thì mới đầu thì cái bình nó còn đủ, tại mình xài điện bình mà, thì mình chạy chút nữa thằng này nó cung cấp không nổi. Cái ngân hàng nằm đây nè, thằng mà cái cây tiền đút tiền vô cái cây tiền này là nằm đây nè, mà nó không đút vô nữa, nó không đủ tiền để thằng rút tiền thì hỏi sao mà không hết bình được. Đây là cái thằng này phát lên cho cái bình nè đó, để cái thằng này mạnh nè, thằng này cái nguồn vốn mạnh mới gửi tiền vô cây tiền được, là gửi vô cái bình này đó. Mà trong khi mình chạy mình mở đèn hoài thì thằng tiêu thụ này nhiều quá, thằng rút tiền nhiều quá thì lại mới hết. Thì thằng này á, cái cách là cái cách mà không lên sạc á, thì các bạn phải gắn cái đèn led nào rất là nhẹ điện, thấy không đó. Các bạn có thể là chuyển sang là khi mình bật đèn á, đèn đồng hồ đồ là đèn này là đèn sợi đốt hết, này là đèn trước đèn sợi đốt, là đèn sau đèn sợi đốt. Bật đèn nếu mà mình xài bình đó là nó xài hết đó, là cái thằng này một chiều, và đèn thắng này nó còn nặng điện hơn cái thằng trên. Thì các bạn phải gắn, các bạn gắn này nhẹ điện, thằng này nhẹ điện, rồi thằng này nhẹ điện nữa. Rồi các bạn phải cân sao mà cái thằng mà xài tiền nè, thằng rút tiền này nè, sao thằng rút tiền là cái tiêu thụ này nè, nó phải là thằng này phải cung cấp đủ, phải không? Thằng này cung cấp đủ thì thằng nào yếu, ví dụ xe rim á, các bạn phải chọn cái bóng nào công suất. Các bạn nói chung là xe rim mình cũng làm được, cái đèn trước này đèn led bình thường mình chọn bóng, có khi là đèn led cánh quạt nó nặng điện, mà có nhiều cái đèn led điện tử nó nhẹ điện, cái đó là ăn thua các bạn thôi đó. Rồi thì có nhiều chiếc rim á, mình câu đèn led cho người ta, tao xài là vô tư thoải mái luôn. Đây cho các bạn ra ngoài thiền viện Trúc Lâm ngoài Đà Lạt á, mình câu cho cái ông mà nói bận áo lam thôi, mình không biết là sư hay là cái gì mình không biết, nhưng mà chở thuốc đây ra tới Đà Lạt bình thường, chiếc rim 2 cục bình thường, cuộn điện lẻ này bình thường thôi, thấy chưa đó. Hay là các bạn muốn xài, nói chung là có nhiều cách lắm. Các bạn có thể là xài cái đèn trước này đèn led thôi, các bạn chế một cái công tắc riêng, thì chế một cái công tắc riêng cho cái đèn pha cốt này là led thôi. Còn không á thì các bạn có thể là thì có cái này là đèn trước là mình xài đèn bình thôi, còn cái đèn trên đồng hồ rồi với lại đèn sau này mình xài đèn máy, thì cái cục sạc 4 chân bán kỳ này thì nó mới chịu nổi ha. Mà đèn led phải nhẹ điện thôi, xài công tắc riêng. Thì có nhiều cái mình xài công tắc chung luôn cũng được, nhưng mà cái đó đòi hỏi là các bạn phải là thợ, các bạn am hiểu lắm các bạn mới chuyển được ha. Đó. Còn không nữa đó thì các bạn phải lên sạc thôi. Lên sạc thì ở trên mạng chỉ rất nhiều, sạc AT, sạc SUGN, sạc SUGN rồi sạc ẹt 150 gì đó, tùy túi tiền các bạn. Nhưng mà mình ráp đúng kỹ thuật thôi ha, mình am hiểu mà, mình phải có đồng hồ mình đo sạc, có đồng hồ điện tử nè để đo sạc vậy thôi. Mình đo đủ ngưỡng đó ha các bạn ha. Rồi còn không nữa đó, mình muốn xài nữa đó thì mình phải đi một cái mâm lửa mà nó cái công suất nó cao hơn. Ví dụ lửa này 6 cục, các bạn đi 12 cục, 18 cục vậy đó, thấy không? Qua lăng mâm lửa mới phát nó mạnh lên thì nó mới cung cấp đủ cho cái bình. Thì đó, bây giờ là một quá, thứ nhất là nâng thằng này lên, nâng sạc lên để cho nó cung cấp đủ cho cái bình, thì thằng này nó tiêu thụ mới nổi, phải không? Thì mình đã thí dụ như vậy đó. Thằng này á,
là thằng này là nó giáp tiền vô nè, cái công sức nè, nó giáp tiền vô cho cái ATM này. Mà thằng rút tiền nó nhiều quá thì thằng này cung cấp không đủ, thì thằng này hết thôi, thằng này hết. Dĩ nhiên là cái bình hết thì biết rồi, thì cái đèn nó yếu đời không nổi đó. Đây. Thì qua clip này thì mình có nhắn nhủ với anh em mà lên đèn led đồ phải lưu ý những cái đó ha. Còn thấy mình nói đúng thì để lại cái bình luận, nhớ đăng ký nha, nhớ đăng ký clip để mình sẽ nói những cái mẹo về lên đèn led, rồi nói chung các mẹo về sửa xe cho các bạn xem ha. Rồi, chào các bạn nha.